hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết là cứu trong thiện. Chữ thiện đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được cá tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ sa thưa thầy, chúng con kính tri ân tương tự minh hạnh, kính bạch chư tôn đức kính thức chúng hôm nay giáo trình kinh tương ưng, chúng con cùng tỉnh tỉnh tọa con chỉ thấy tỉnh tọa mặt nặng ai làm vào trong con kính tỉnh tỉnh tọa để siêu dẫn nhập bài học Phật. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, từ tối đến hôm nay chúng ta cùng rung được nên là chúng tôi có một vài lời trước khi đọc bài. Và chúng tôi sẽ giảng bài kinh này. Ở đây chúng ta học một bài kinh mà ở đây trong tất cả chỉ ghi có hai người kể, cần phải được hiểu ngầm là bài kể đầu là do vị chư thiên xuống bạch với Đức Phật, và cái bài kệ thứ hai là bài kệ do Đức Phật ngài thuyết. Bây giờ thì xin mời cô Lan Dầu Nguyệt quan lý đọc cho. Kính kinh bài học chúng tôi sẽ giảng. Đại học hôm nay không có dạy. Xin mời cô Lực. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thưa lành thầy, chúng con cũng tri ân Bụt Thầy siêu đại nhân nhập đại học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn chánh kinh bài học hôm nay, kinh Tương Ưng bài 6, kinh Ngũ Bụt. Mỹ nhé. Nết đa tàn đi xuất tàn, không tội lỗi nhưng ngăn ngại. Chúng sinh dẫn nhập. Đối với người bình thường, sự ham mê ăn ngủ chỉ là một thói quen không được đẹp của lối sống. Đối với người tu tập, đó là một trở ngại lớn như được liệt kê trong năm pháp cái. Hôn trầm, thủy miên, não rất khó để áp đảo đối với người tu thiền. Trong bài kinh này, đề cập đến một trong những nguyên nhân khiến phát sanh hôn trầm là ăn quá độ. Và Đức Phật cũng nhấn mạnh sự vận dụng của tinh tấn là cách đối trị. Kinh văn Nhất đà tành đi quýt chầm hít tà, ngũ cục nhát ngáp dài. A ra tì tắc xăm mắt đồ, không vui ăn quá độ. Ê tê nà, nà bắc gà sắp bị, ở đây đối chúng sanh. A ra dạ, ít hạ, bà nít tà nành tị, thánh đạo, ngộ, bản hiệu đính. Buồn ngủ, lười, ngáp dài, ăn quá độ quể quải, giữa chúng sanh như vậy, hiển lộ thánh đạo. Nít đăng
tình bức chạm hít tăng ngủ gục nhát ngáp dài anh tình tạm mặt đằng không vui ăn quá độ quỳ rí về nát nằng bạn nà mất tòa với tinh tấn đoạn chúng Ariyat Maggo Visuddhi thánh đạo được thanh tịnh bản hiệu đính buồn ngủ lười ngáp dài ăn quá độ uể oải đoạn chúng với tinh cần đường tu được tịnh hóa Nidda buồn ngủ tan đi lười Ucchambitta ngáp dài Arati không hưng quang dịch thoát là uể oải Hatasamadha ăn quá độ quy định chắc tinh cần Ariya Maggo thánh đạo con đường tu tập dẫn tới giác ngộ thích nghĩa không có sự ấn về ý nghĩa giữa lời nói của vị thiên và Đức Phật. Điểm nên lưu ý là vị thiên chỉ nói về hôn trầm thủy miên như một ngăn ngại của thánh đạo giải thoát. Đức Phật nhấn mạnh tinh cần là pháp đối trị của buồn ngủ giả dừa, nhờ vậy niệm và định được tăng trưởng, đó là sự tịnh hóa con đường tu tập. Nhật Nam Mô Bố Thầy Giá Chánh Văn đến đây là chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh từ tòa tỷ siêu từ Mỹ trở lại thực dạng bài học. Nam Mô Bố Thầy Giá. Anh Nam Mô Bố Thầy Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tòa Nhật Nam cùng chư tụng đức và tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đi vào về ý nghĩa của cái kệ này thì chúng tôi cũng xin trình bày cho quý vị một số danh từ được sử dụng ở trong bài kệ. Ở đây chữ Nidda có nghĩa là ngủ thì chúng ta biết rồi. Nếu mà nói theo ví dụ pháp thì đây nó thuộc về tâm bất thiện hỗ trợ khi nó định thăng sasankarika akusale chitte upanna thì nó định thăng, tức là hôn trầm thủy miên nó sinh khởi trong tâm bất thiện hỗ trợ. Đối với bậc thánh hữu học và phàm phu, cái chữ tâm đi nó có nghĩa là được biết nóng quá lạnh quá. Nóng quá cho nên làm việc không được, lạnh quá làm việc không được, có chuyện phải đi xa vân vân. Cái chữ arati thì nó là kusala pakha tokan thì ta tàn, nó thuộc về cái giới bất thiện. Và chữ này nó có nghĩa là cái sự thụ động hay là quế quản cũng cần thì ta tàn. Cái chữ arati có nghĩa là không có hăng hái,
bất lạc, không có hưng phấn, không có hăng hái, thì có nghĩa là sự thụ động. Mà ở trong bản hiểu đính ở đây gọi là uể oải. Còn pháp tánh samadhi là cái sự mệt mỏi do ăn pháp tánh kilamatho. Pháp tánh mucha tức là cái sự mê man do ăn uống. Người ta nói là căng cho bụng, dục cho mắt như vậy. Còn cái chữ Ariya Makkhu ở đây thánh đạo được gọi là Lokottara Makkhu, tức là đạo siêu thế, tức là chỉ cho tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Cái chữ 30 năm đối với chúng sanh thì chữ này được chú giải thích là Sattana. Năng là Sattana. Với tinh cần đoạn chúng Viliyena ở đây chú giải thích về Magga Sahachata Viliyena, tức là với cái sự tinh cầu sanh với đạo, với thánh đạo, tức là chi chánh định tấn ở trong Bát Chi Đạo. Năm Tăng Nam Mê Tà Ba đoạn chúng, sau khi đoạn chúng thì ở đây có nghĩa là cái lê sách cha tăng lì hạ đề toa. Cái chữ cha tăng có nghĩa là cái sự dây leo, cái lê sách cha tăng tức là cái dây phiền não, cây cổ thụ mà nó bị dây leo quấn quanh đó, thì nó làm, hoặc là cái chữ cha tá chúng ta dịch là bẩm sanh cũng được, bẩm sinh cũng được, hay là tính chất cũng được, cha tí cha tá, cha tá cha tí. Và cái lê sắc cha tá tức là cái tính chất phiền não, như ni hạ đi toa đem giải thích cho cái chữ Padam Mê Toa. Thật ra thì ni hạ đi toa có nghĩa là rút, giống như là chúng ta nắm cái đầu dây này mà chúng ta rút nó ra khỏi, cũng có nghĩa là đoạn trừ hay là vũ bỏ đi. Nhưng mà ở đây đó, cái chữ Ariya Makkhu ở trong cái bài kệ mà vị chư thiên nói đó, thì chữ Ariya Makkhu này là được giải thích là Lokottara Makkhu. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài giải thích cái bài kệ, Ngài đọc lên bài kệ, thì chữ Ariya Makkhu thánh đạo đó nó gồm có Lokiya, Lokottara Makkhu, tức là đạo hiệp thế và đạo siêu thế. Vì vậy cho nên ở trong cái bài hiểu đính
thì nó là đường tu, đường tịnh hóa. Thì đường tu đó là chỉ cho đạo lộ hiện thế. Bởi vì đạo lộ hiện thế mới tu tập. Còn như lưu của Tathāgata Mahāvu, cái đạo lộ siêu thế đó, thì đó là cái pháp chứng đắc, đạo chứng đắc. Tức là tu được quần đạo, tu đà hàm đạo, anh hàm đạo, a la hán đạo. Thì nên hai cái điểm này chúng ta cần phải phân biệt. Do đó cái chữ Ariya Bhak Vô thắc đạo chúng ta phải hiểu đây cho cái nghĩa như thế này. Tức là con đường cầu biết, đường tu tập hiện thế cũng là cao quý, mà đạo lộ sắc trường phiền não, tức là đạo siêu thế cũng là cao quý. Vì ý chí mắc ghê đó, mắc ghê niềm bắc lê xê ni hạ đề tòa mặc cát sát vừa xuất thích của ta. Upakalesa là tùy phiền não. Nihadetoa tức là dẹp bỏ. Dẹp bỏ được cái tùy phiền não đó bằng cái đường lối tu tập đó, thì sẽ làm cho thanh tịnh đạo lộ, tức là thanh tịnh thánh đạo. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu một số từ được chú giải thích như vậy, khi đó thì chúng ta mới đi sâu vào pháp, chúng ta không có bị nhầm. Ở đây thưa quý vị, vị trời đã nói với Đức Phật, Dinda-tandi-vu-tam-kita arate-pata-samado-e-te-na-napakra-se-sati-arinya-mak-vui-tha-pa-ni-na-na. Buồn ngủ, lười, ngáp dài. Háo ăn, tâm uể oải, giữa chúng sanh như vậy, thánh đạo không hiển lộ. Ở đây theo cái mạch văn đó, ở đây dân mắc vô là chủ cách. Những người có câu Napakasati. Napakasati là hiển lộ, là động từ cho chủ ngữ Ariyamagga Makho. Nên ở đây thánh đạo không hiển lộ, chúng ta xài mặt trong đó thì nó sát với cái mặt, với phần phạm hơn. Thì đối với vị chư thiên, cái vị trời này nói lên bài kệ, nó cũng có cái ý rất đặc biệt, ý gần sát với cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà khác nhau ở chỗ
là cái vị trời đó chỉ nói đến cái chuyện mà chúng sanh khi bạn quá độ quỷ quải, buồn ngủ, lười, ngáp dài, thì chúng sanh đó thánh đạo không biết hiển lộ. Vì trời này chỉ biết nói đến chừng đó thôi. Đức Phật cũng nói trong ý nghĩa này mà Ngài chỉ thêm một chút. Nên đăng tâm ta đinh với trong cái tâm ai là tên phát tác xong mà đăng quê là dê nè năng bình hạp mê tòa ai là dân mắc vô quý sự khách tình tí buồn ngủ ngáp dài ăn quá độ quể quải đoạn chúng với tinh cần thánh đạo được thanh tịnh. Thì ở đây quý vị, Đức Phật này chỉ nói một câu thôi, Ngài chỉ sửa một câu là cái sự hôn trầm thì biên hay cái sự giả dự buồn ngủ đó cần phải dùng các pháp tinh cần trong thánh đạo, tinh cần mà đồng sanh với thánh đạo để đoạn trừ chúng. Thì khi đã có sự tinh cần đó, đoạn tận chúng thì thánh đạo được trong sáng. Ở đây cái kệ này cũng không có cái gì khó hiểu cho chúng ta. Chúng tôi chỉ muốn trình bày với quý vị là trong cái sự tu tập thì đối với vị hành giả không phải giống như cái thường. Cái người bình thường thì cái sự ham ăn mê ngủ nó chỉ là một thói quen không đẹp, không được đẹp của lối sống thôi. Nhưng mà đối với vị hành giả là người tu tập thì đó là một trở ngại lớn. Cho nên trong cái sự huấn luyện đệ tử thì trước tiên là Đức Phật Ngài nói rằng là Ngài một vị đệ tử đã xuất gia trong giáo pháp này, trước tiên là người huấn luyện về dự giới. Rồi khi giữ giới được rồi thì Đức Phật lại huấn luyện cho thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn rồi thì Ngài huấn luyện cho cái việc mà kiếp độ ẩm thực. Khi biết kiếp độ ẩm thực rồi thì Ngài huấn luyện cho tập sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức đó đã quen rồi thì Đức Phật Ngài huấn luyện cho sống ở những nơi thanh vắng yên tĩnh, rồi tiếp tục là đoạn trừ năm thiền tán, rồi kế đó là chứng trú thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Rồi sau đó là với cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, nhu nhiếm dễ sử dụng, hướng đến sự đoạn trừ các lậu hoặc và chứng đắc được đạo quả.
Ở trong bài kinh rất là khác, một cái là nát sự tác, một kinh toán số gia một kỳ liên, trong bài kinh trong bộ kinh mà mới đây chúng ta vừa học là Đức Phật đã huấn luyện đệ tử tuần tự như vậy. Khi mà toán, nhà toán số Mốt Ca La Nát đến hỏi Đức Phật là cái công việc gì người ta cũng làm có cái trình tự như là một người ta xây cất cái khu tà gà rá và xà đá lập mẫu lâu đài hay là trùng các giảng đường, người ta cũng xây dựng tuần tự, trước hết là người ta làm nền móng, sau đó người ta lên tường vách cột kèo, rồi mới lên tới cái nóc, nóc nhọn vân vân. Cái gì nó cũng có sự tuần tự, cũng như ông ta làm trong cái nghề giải toán số. Khi đó dạy cho học trò, trước hết để tập đếm, đếm từ số 1 cho đến số 100, rồi mới dạy về cái phép cộng trừ nhân chia vân vân. Cái gì cũng có cái sự trình tự thứ nhất. Rồi ông Ganatán Mốt Ca La Nát còn ngày ngày dạy đệ tử này có huấn luyện từng tuần tự hay không, thì Đức Phật ngài đã nói lên cái sự tình của ngài theo tuần tự cho một đệ tử. Thì ở đây thưa quý vị, cái sự ham ăn là một cái trở ngại mà Đức Phật đã huấn luyện là phải tiết chế trong Phật, trong một thực. Gọi là mất tay như ta cho phát tác đi, tiết chế trong một thực. Như ở trong một bài kệ mà Đức Phật đã dạy, Anu Bông Hoa Đô Nú Ba Kha Tốt Khăn Chê Sang Vô Rô Mất Tành Như Tạp Chê Phát Phát Tát Vinh Phần Tành Chết Sê Chê Na Sà Năng Nà Chí Tê Chê A Yú Vô Ê Tâm Vũ Thá Nà Sà Sà Năng. Không phỉ bán, không gây thương tổn, phòng hộ dưới bộ, ăn uống tiết độ, sống ở thú xứ thanh vắng và chuyên tâm thiền định. Đó là lời dạy của Đức Phật về của chư Phật, lời dạy của chư Phật về căn bản của đời sống phòng hạnh. Cho nên xoay quanh trong cái vấn đề cái sự ăn uống quá độ, làm cho buồn ngủ giả dự, biến giác và không có sự linh hoạt. Cái này là một cái trở ngại lớn cho cái con đường tu tập. Và nếu muốn cái con đường đó mà được trong sáng và muốn cho thánh đạo được hiển lộ, thì phải dẹp bỏ con đường đó, phải dẹp bỏ cái sự ăn uống quá độ và cái sự buồn ngủ giả dự đó.
Thì xoay quanh trong cái vấn đề này, ở đây trong tâm tịnh đạo, khi mà đề cập đến cái phương pháp để đoạn trừ năm cái triền cái, trong đó có cái hôn thị cái, tức là cái trạng thái hôn trầm thị niên khi nó bất thắng, thì ở trong thanh tịnh đạo có nói đến một là nắm lấy cái tướng của cái việc ăn uống quá độ, cái trường hợp này tức là phải hiểu như là Đức Vua Vasenadi vì ăn uống quá độ không có biết vừa chừng, mới ăn xong rồi ăn nữa, chưa kịp tiêu hóa đã ăn nữa, vì vậy cho nên lúc nào vua cũng mệt mỏi uể oải và đi đến chỗ thụ động thiên cực. Một ngày kia Đức Vua đến phía thăm Đức Phật trong một cái trạng thái đời người uể oải mệt mỏi, Đức Phật ngài mới hỏi sao đại vương trông có vẻ như mệt mỏi uể oải. Hiện vua muốn trình bày với Đức Phật là vì ở trong hoàng cung sau khi vua ăn xong chưa kịp tiêu hóa thì chút xíu sau là trong nhà tù đem lên cho ăn nữa, và cứ ăn như vậy hoài suốt ngày này qua ngày khác, không bao giờ con cảm thấy nó khỏe và không cảm thấy nó tươi tỉnh. Đức Phật ngài mới dạy trong bài kệ người thường giữ chánh niệm khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh già chậm, và chậm tuổi thọ dài. Vua có sẽ thấy lý nghe như vậy liền bật cái vị quan thị thần bên cạnh mình khánh hải học thuộc bài kệ này từ đến Đức Thế Tôn, và từ ra về sau khánh chỉ có mỗi một việc là ở gần bên cạnh, khi nào thấy chậm chuẩn bị ăn thì hãy đọc lên bài kệ đó. Thì thưa quý vị, từ đó về sau Đức Vua hãy mỗi lần mà ngồi vào bị ăn thì cái vị quan vị thần đọc lên cái bài kệ của Đức Thế Tôn đã dạy, Đức Vua nhớ và Đức Vua dừng lại không ăn, chỉ ăn một buổi sáng cái gì đó rồi để cho nó tiêu hóa mãi cho đến trưa, khi bụng đói rồi thì mới ăn nữa, và ăn vừa phải, ăn tiết độ. Và nhờ vậy chỉ trong 7 ngày sau thì Đức Vua cảm thấy tinh thần tư tỉnh, hưng phấn và muốn quay đi linh hoạt. Đức Vua liền chắp tay lên
hướng về Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc trời đem lại an lạc cho đời người. Thôi bị cho nên thứ nhất đó, là chúng ta phải nhớ kỹ cái hậu quả của cái việc mà ăn quá độ. Nhớ như vậy thì chúng ta ăn vừa phải, ăn vừa chừng, không ăn ngon quá. Thứ hai là thay đổi quan niệm cho nó vừa, nó hợp lẽ, nó hợp lý. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, có lúc thì đi, có lúc đứng, có lúc nằm, lúc ngồi, chứ không phải nằm lì hoài hay là ngồi hoài gì. Luôn luôn muốn quan niệm phải có sự thay đổi cho nó đều đặn. Thứ ba là tác ý tưởng đến ánh sáng. Mình cứ ở trong bóng tối, đóng cửa tối ngày thì như vậy nó sẽ làm cho tâm bị hôn trầm, cho nên phải mở cửa sổ sáng lên, ban đêm thì đóng lại, nhưng mà ban ngày thì mở cửa sổ để cho gió nó lùa vào, nó tản khí, nó tản khí, và ánh sáng nó lọt vào thì nó sẽ làm cho mình bớt cái sự khôn trầm thủy miên, cái buồn ngủ giải dụng. Ở nơi khoảng khắc Apho Kassawasu, mình ở cái chỗ chật hẹp, tù túc thì nó cũng làm gây ra cái sự hôn trầm thủy miên. Cho nên phải ở chỗ đó. Và thứ năm là thân cận với bậc thiện trí thức. Thân cận với bậc thiện trí thức. Bậc thiện trí thức là những người luôn luôn có cái sự tỉnh thức, có sự linh hoạt trong cái việc tu tập. Cho nên mình gần gũi các bậc thiện trí thức đó thì lâu ngày mình sẽ ảnh hưởng, mình cũng sẽ tư tịnh. Cái sự thân cận này thôi nhỉ, nó cũng làm cho ảnh hưởng tâm lý lắm. Đức Phật này kể lại cái câu chuyện ở trong quá khứ. Lúc bây giờ vua Brahmadatta được người lấy vua dâng tặng cho vua một con tuấn mã. Có tướng đẹp, hội đủ những chi phần của một con ngựa quý, ngựa tài, mới giao cho cái người giữ ngựa để mình chăm sóc. Thỉnh thoảng thì đức vua đi đến để thăm con ngựa đó, nhưng mà đức vua nhận thấy con ngựa này trước đây thì cái tướng nó quay về, cái tướng đi thông thả nhưng mà hùng dũng, nay thì nó đi cộc cộc. Đức vua Brahmadatta không biết là con ngựa nó bị bệnh gì, mới truyền lệnh cho cái vị quan đại thần thân tín với mình. Cái vị quan đại thần đó không ai xa lạ, cũng là Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật chúng ta. Ngài là bậc có trí tuệ và là thân cận với vua, cho nên việc gì lớn nhỏ cũng đều đức vua cũng nhờ cái vị này để xem xét. Thì cái vị quan đại thần đó liền đến cái tàu ngựa và bảo cái người dẫn ngựa, người chăn ngựa đó
dẫn con ngựa đó ra. Thì cái việc quan đại thần này để ý thấy cái người chăn ngựa cũng có cái tứ duy khập khởi. Cái vị quan đại thần hiểu được câu chuyện liền tâu với vua rằng con ngựa không có bệnh tật gì cả, chỉ vì con ngựa này nó ảnh hưởng, nó ở thân cận với cái chạy dỗ, nó bút tùy nó. Bây giờ nếu như muốn cho con ngựa đó nó trở lại trạng thái bình thường thì hãy thay đổi cái người giữ ngựa. Ông vua nghe như vậy, ông mới thay đổi người giữ ngựa khác. Và người giữ ngựa này đi đứng đàng hoàng, không có khập khiễng. Và do cái sự thân cận trở lại với người đó thời gian, thì con ngựa của vua nó trở lại bình thường. Đức vua rất là hoan hỷ, và Đức vua tán thán trí tuệ của Đức Bồ Tát. Đức vua nói rằng chẳng những ai khanh có thể biết được tâm lý của loài người, ngay cả loài thú, loài bàn xanh ai khanh cũng có thể biết được. Rồi ban thưởng thưởng cho Đức Bồ Tát trầm hậu. Thưa quý vị, khi mà chúng ta ở gần cái người mà biết nhát, chỉ biết ăn rồi ngủ đó, lâu ngày mình cũng bị ảnh hưởng theo. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta muốn dẹp bỏ tật lười biếng hay buồn ngủ, thì chúng ta nên ở gần với các cái bậc thiện trí. Bởi những cái bậc thiện trí lúc nào cũng có sự tỉnh táo, cũng có sự hăng hái để làm những cái việc có lợi ích. Thì do đó cho nên chúng ta ở gần chúng ta sẽ ảnh hưởng. Cho nên khi mà chúng ta ở tôn tập thì chúng ta cần phải biết rõ cái phương pháp để chúng ta diệt trừ. Còn ở đây đó, cũng nói thêm cho quý vị, ở trong Tăng Chiền Kinh nói về tám chi Athaka Nipata. Thì khi mà tôn giả Mokkalana vừa mới xuất gia, mặc dù ngài là bậc đường quần rồi, trong tuần lễ đầu tôn giả Mokkalana sau khi xuất gia ngụ tại cái hang động Vichakkhuta đối với linh thú, tôn giả đã trải qua cái trạng thái bị hôn trầm ngủ gục. Khi mà hành thiền bị hôn trầm ngủ gục, Đức Phật ngài đã xuất hiện và ngài đã dạy cho tôn giả Mokkalana về tám cái cách để đoạn trừ cái sự hôn trầm đó. Một là khi bị buồn ngủ thì không chú ý đến sự buồn ngủ. Thứ hai là suy tư đến một đề tài khác. Thứ ba là đọc tụng kinh điển đã học. Thứ tư là xoa bóp thân thể, xoa bóp tay chân vân vân, hay là xoa mặt. Thứ năm là rửa mặt và nhìn cảnh vật. Nếu mà được thì mình nhìn cái cảnh rừng cây hay là một cánh đồng vân vân, thì như vậy rửa mặt và ngắm cảnh thì nó cũng sẽ không có cái sự, nó sẽ bớt đi cái sự hôn trầm. Táo tức là tác ý tưởng ánh sáng, tức là nhìn ánh sáng, nó cũng sẽ giúp cho dẹp trừ cái sự buồn ngủ.
7 là đi kinh hành, và 8 tức là tập tỉnh thức. Nó cũng quen chứ quý vị, ví dụ như ở trong cái trong một cái trường huấn luyện quân đội, người ta không muốn cho những chiến binh mà ngủ gà ngủ gật, người ta phải luyện tập cho tỉnh thức luôn luôn, tức là đang ngủ như vậy đó mà nghe tiếng còi của viên chỉ huy. Tiếng còi đó réo gọi bất cứ lúc nào trong đêm, ban đêm cũng như ban ngày, mà hãy nghe tiếng còi thì phải lập tức ngồi bật dậy và chạy ra ngoài đứng tập hợp. Cứ huấn luyện như vậy một thời gian, tất cả người đến đó là không có ngủ gục được, không có buồn ngủ được. Đấy là luyện tập nó quen cái gì quý vị. Một vị tỳ kheo ngủ là phải có tác ý thức dậy. Bây giờ thì mình còn có đồng hồ reo, đồng hồ báo thức, nhưng mà ngày xưa các vị tỳ kheo khi mà nằm xuống nghỉ thì các vị đó sẽ có cái sự tác ý, ta sẽ thức dậy vào cuối canh hai hay là giữa canh ba. Khi tác ý như vậy thì vị đó ngủ đến giờ đó, vị đó sẽ bật dậy rồi đi kinh hành, vân vân. Thì như vậy đó, cái cách mà chúng ta huấn luyện, tự huấn luyện cho mình. Chứ còn nếu như mà chúng ta làm cái thành thường cận y duyên, lúc nghe pháp cũng ngồi gục lên gục xuống, hay là lúc chúng ta hành thiền, chúng ta cũng nhân cái cơ hội đó mà chúng ta ngồi xuống mua tông mẹo cổ, hay là chúng ta giữ thẳng nhưng mà chúng ta ngủ trong trạng thái mê ngủ, thì như vậy lâu ngày nó sẽ trở thành thường tận ý duyên. Thì cái sự buồn ngủ đó không có dẹp bỏ được, nó tạo cho mình cái sự lười biếng. Thì như vậy có hai trường hợp: một là cái trạng thái buồn ngủ lười biếng, cái trạng thái này là mình phải dẹp bỏ bằng cái sự tinh tấn, hay là bằng năm cách dẹp trừ hôn thị cái, hay là bằng tám cách mà đấu trị cái sự ngủ gục mà Đức Phật dạy cho tôn giả Mốt Ca La Na cũng được. Và thứ hai là chúng ta phải tiết chế, phải biết tiết độ trong cái sự ăn uống, ăn vừa phải không có để cho no. Vì thì theo được Đức Phật là huấn luyện dạy cho biết là khi ăn không nên ăn quá no, độ chừng còn có thể ăn 5 miếng được thì phải ngược lại, ăn lưng lửng đó, gọi là ăn lưng lửng. Và Đức Phật thì dạy rằng ăn ít cảm thọ mạnh, tức là ngon đó, biết ngon. Khi mà ăn lưng lửng, ăn ít thì nó biết ngon, cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài, tức là không bị lão hóa. Còn khi mà chúng ta ăn no lên cái nỗi mà tức bụng, dây lưng nó muốn đứt ra đó, thì như vậy là chúng ta sẽ bị bệnh. Dùng chuồng chất cá, ông chuồng chất cá khi mà ông lão ăn
khác trong cái câu chuyện với Santana. Ông ta đi vào rừng, ông ta không biết, ông ta đến gặp hoàng tử với Santana. Ông ta không biết đó là hoàng tử bị đày vô rừng, mà chỉ vì ông ta muốn nghe theo lời vợ, ông ta muốn có được hai đứa bé về hầu hạ người vợ trẻ của ông ta, cho nên ông ta đến xin Đức Bồ Tát, Bồ Tát cho Chalikanha, cho hoàng tử và công chúa bố thí con. Rồi ông ta dẫn về, khi mà ông ta dẫn về tới hoàn thành, thì lúc bây giờ vua nội, tức là phụ vương của Bồ Tát, mới nhìn ra đây là cháu nội của mình, liền ban thưởng cho ông lão Chu Chất Cát. Ông lão Chu Chất Cát vì ông ta là một người nghèo khổ ăn xin, cho nên bây giờ được ăn ngon thì ông ta ăn quá độ, ông ta phát ác mà ông ta chết. Thưa quý vị, cho nên ở đây chúng ta là người tu tập, và hơn nữa là một người mà chúng ta muốn sống không muốn chết, chúng ta muốn khỏe không muốn bệnh, thì chúng ta phải ăn uống, tiết độ ăn uống vừa phải thôi. Cho nên ở trong cái bài kệ này, thì vị chư thiên, vị trời đó đã bạch với Đức Phật, đối với chúng sanh mãn uống, quá độ, quể quải, ngủ gục, lười biếng, ngáp dài, thì đối với chúng sanh này, thánh đạo không có hiển lộ được. Thì Đức Phật này phụ họa cái bài kệ đó bằng một bài kệ khác. Là phải dùng chất tinh tấn để mà đoạn trừ cái trạng thái ngủ gục lười biếng đó. Và sau khi đã dẹp trừ được cái trạng thái lười biếng đó rồi đó, thì thánh đạo sẽ được trong sáng, sẽ được thanh tịnh. Ở đây không có cái sự khác biệt lớn về ý nghĩa giữa lời nói của vị thiên và Đức Phật, mà chúng ta cần phải hiểu rằng vị thiên chỉ nói về cái sự hôn trầm thị vi như là một pháp ngăn ngại của thánh đạo giải thoát, còn Đức Phật thì ngài nhấn mạnh cái sự tinh cần là pháp đấu trị của buồn ngủ giải dự, nhờ vậy niệm định được tăng trưởng. Đó là sự tịnh hóa con đường tu tập. Thì bài kệ hôm nay chúng tôi trình bày giảng giải ý nghĩa này cũng vừa với cái thời lượng, cho nên chúng tôi rút lại ở đây. Và bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Nhất Bản Quan Hỷ trở lại và điều hợp cho tôi buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sao đúng quy trình thì Phật Thế Chung. Thật ra trước khi bắt đầu lớp học nghe để được cử tri nói rằng tôi có thể bệnh, nhưng mà cái tòa hoa thị thì tôi đã giảm tốt từ đến khi bước vào chúng ta không có gặp được cái gì cũng
Tôi rất là hoan hỷ. Bây giờ để đọc cái siêu nghỉ ở trong gì đó. Hiện tại thì chưa có vị giảng sư nào khác và ở trong lớp. Do đó, chúng tôi xin được tiếp lời để có thêm một vài điểm mà từng có được trình bày. Thưa quý vị, như tất cả chúng ta đều biết đó là khi Phật pháp mới đến đời sống nội tâm thì không phải chỉ có thuyết minh từ ý tưởng mà còn có sự phát triển của hai cái lĩnh vực niệm và định. Niệm là sự đánh giá, đánh giá, đánh nhận với cái gì đang xảy ra trên thân phận của mình, và định là khả năng tập trung. Và khi mà chúng ta nhắc đến niệm và định thì chúng ta đặc biệt đi học đến niệm là ôn tập và kỷ niệm, nó ngăn ngại niệm và định rất là nhiều. Thưa quý vị, ở trong mắt chánh đạo chúng ta thấy có một pháp, trước khi Đức Phật đề cập đến chánh niệm và chánh định, đề cập đến chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn không đơn giản là sự cố gắng, mà chánh tinh tấn là một thứ năng lực, và vận dụng năng lực, cái khả năng vận dụng năng lượng này là một cái trạng thái mà bất cứ người tu tập nào cũng phải có khả năng để vận dụng năng lượng của mình. Khi mình chúng ta đề cập đến tánh tinh tấn hay là vận dụng năng lực thì trong bài kinh này lại có một cái gợi ý là chữ rati, là arati, là sự arati, rati nghĩa là sự hân hoan thích thú, còn arati có nghĩa là không có thích thú, mà đồng nghĩa với sự quế hoài. Chúng ta nhớ là hồi còn nhỏ mà ở nhà hay là trong chùa người sai làm cái gì đó, mà làm một cách là biết là quế quải đó, thì hay bị mẹ la là làm mà để trả nợ quỷ thần, cứ phải làm có làm được. Sau này lớn lên thì chúng tôi cảm nhận được một điều rằng nếu mình làm cái gì mà mình thích thì mình phấn khởi, và sự phấn khởi đó nó giúp cho mình xóa tan đi được sự quế quải ở vùng ngủ lười biếng, và nó khiến cho niệm và định được rõ. Cái chìa khóa tại đây đó là làm sao mà chúng ta có thể khơi dậy sự thích thú mà xua tan đi sự quỷ quậy. Rõ ràng một điều đó, như chúng ta được nghe từ đời sư vừa đề cập được nãy giờ đó, là nó liên quan đến lối sống. Ví dụ như là khi một người hành thiền thì không nên ăn quá no. Khi quá no đó, nó làm cho chúng ta tự quỷ quải. Và do như quỷ quải đó, nó để lại một cái hệ quả đó, nó làm cho chúng ta không có thích thú, không có phấn chấn, không có tinh cực. Và vì vậy niệm và định không có rõ. Vì điều này nó rất là dễ hiểu trong cuộc sống, nó là một phần liên quan đến lối sống. Ngài Bú Tát Đắc Xá, một vị cao tăng của Thái Lan, Ngài có đề cập đến trong một quyển hồi ký của Ngài. Khi mà Ngài về trở lại Xuân Mộc để sống và sống ban đêm,
Thì thưa quý vị, có một cái đặc biệt là ngày tìm cái sự hân hoan. Ngày nói khi mà một người đã ngủ rồi thì ngày tìm thấy một không khí rất là thanh tịnh, không thấy độc. Ban ngày thì khách viếng người này người kia, và ban đêm ngày cảm tưởng như là một thế giới của riêng mình. Và lúc đó ngày đi kinh hành thì người cảm thấy rất là quan hệ. Để sau này người nhận ra một điều rằng tìm sự thích thú, tìm sự hân hoan đó, nó cũng là một cách đi diệt trừ hôn trầm. Thứ gì vấn đề ở tại đây không phải là luân lý, không phải đạo đức, không phải mình nói cái gì mà tội lỗi hay không tội lỗi, buồn ngủ giả dự nó có gì tội lỗi hết, nhưng mà nó là một ngăn ngại, một trở lực mà tất cả hành giả đều đối diện. Như là những lúc mà chúng ta làm việc nhiều, người ngồi thiền bị hôn đập, đó là tự nhiên. Vì vậy, Ngài Mahasi có lần Ngài nói rằng, mình khoan nói cái chuyện mà đắc đạo chứng quả, cái khả năng mà đối diện với hôn đập và kỳ biên của một người đó, thì nó nói lên cái của người đó trong pháp hành. Một người mà có cái niệm pháp hành đó thì hiểu rằng ôn trầm và kỷ biên nó là một cái ngăn ngại mà thường xảy ra thường lắm. Và thêm vào đó là chúng ta phải có một cái phương cách đối trị một cách rất là thích hợp. Chứ đức ông thì thú vị là chúng ta gặp trở ngại rất là lớn. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị sau lời giảng của Thượng tọa Tuệ Sư. Để Thượng tọa Tuệ Sư nghĩ thêm một chút thì xin được thỉnh Sư Nguyên Thông. Không biết Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy. Nếu Sư Nguyên Thông nghe được và trả lời được, Sư Nguyên Thông có thể trả lời cho cô có lực tiếp theo. Dạ, Sư Minh Thông nghe được. Sư Minh Thông sư có thấy một điều là khi mà chúng ta sống ở trong một cộng đồng hay sống liên hệ với người khác đó, thì chúng ta có những cái thiện xảo, có những cái kinh nghiệm khác. Nhưng mà khi mà mình sống một mình đó, thì cái khả năng sống một mình nó lại đòi hỏi những kinh nghiệm khác. Ví dụ như là cái khả năng có thể tìm được sự hân hoan khi sống một mình, khả năng có thể đối trị hôn trầm bị biên, cái khả năng có thể thắp sáng niềm mình định. Thì Sư Minh Thông có thấy rằng sống một mình nó cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm cần thiết, nhiều trang bị cần thiết, giống như là mình sống ở bất cứ hoàn cảnh nào có phải như vậy không? Xin kính thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, yeah. Thưa sư phụ, con tuân lệnh sư phụ cho góp ý cho cái câu thảo luận là mình sống một mình có cần phải có những cái khả năng gì và sự hiểu biết gì. Kính thưa sư phụ, một người Phật tử cũng như một người tu sĩ thì Đức Phật giảng giải là chúng ta phải có cái gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì cái chánh niệm tỉnh giác tức là chúng ta phải sống trong dịp. Khi mà chúng ta sống trong công giây phút hiện tại thì chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mình phải biết mình và mình phải biết thúc lục căn, tức là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta bông lung. Đừng để bông lung, tức là nó chạy thêm cái gọi là tham sân si, tức là tam độc. Là ngược lại với tham sân si là có cái gọi là tam giải thoát môn, tức là vô tham, vô sân, vô si. Là người tỳ kheo hay là người Phật tử của chúng ta phải luôn luôn phải nhớ những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà được hành theo Ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã giảng dạy trước khi mà Ngài viên tịch.
thì Ngài nói rằng một cách cúng dường Thế Tôn cao thượng nhất là hành theo lời Ngài giảng dạy. Kính thưa chư vị, hành theo lời Ngài giảng dạy thì chúng ta sẽ đạt được những điều mà Đức Phật đã giảng dạy, là chúng ta sẽ thấy được chân lý và chúng ta sẽ thực hành theo cái sự thấy chân lý đó để mà không có phạm giới. Tức là khi mà thân khẩu ý của Chúa, của chúng ta mà khi mà phản ứng với lại cái sự thấy biết của chúng ta đối với trần cảnh bên ngoài mà với cái tâm vô tham, vô sân, vô si thì chúng ta sẽ không được phạm giới. Và ngược lại, muốn được cái tâm vô tham, vô sân, vô si và luôn luôn nó thường hằng trong tâm của chúng ta thì chúng ta hằng ngày phải tụng kinh và niệm Phật, nhớ lại lời giảng dạy của Đức Phật. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện cái pháp hành. Và cái pháp hành tức là Samatha và Vipassana. Samatha và Vipassana là Samatha là thiền chỉ hay là thiền định, để chúng ta hiểu biết sống trong giây phút hiện tại, tức là theo dõi cái hơi thở vô, hơi thở ra. Khi chúng ta hơi thở vô, hơi thở ra mà đưa tâm chúng ta vào hơi thở vô, hơi thở ra là chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại. Là khi chúng ta đang sống trong cái giây phút hiện tại là chúng ta lúc đó là gọi là chánh niệm tỉnh giác, the mindfulness, tức là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Khi mình chúng ta theo dõi hơi thở vô thì giờ hơi thở ra của chính của mình đó, thì mình đang sống trong giây phút hiện tại, thì lúc đó mình có sự chánh niệm tỉnh giác. Và khi một người đệ tử Phật, tức là một người tu Phật mà đã sống trong giây phút hiện tại, hơi thở vô, hơi thở ra theo dõi đó, thì chúng ta là một người Phật tử, là một người tu sĩ, thì chúng ta biết là hễ mà dướng vào tham sân si là đọa địa ngục. Khi mà thân hoại mạng chung, khi mà cái tâm bất thiện đó nó còn nằm trong tâm chúng ta chưa được giải trừ. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái mà sống một mình mà Đức Phật Thích Ca giảng dạy theo một lời hỏi của những cái vị ma vương mà hỏi nó tại sao mà ở trong rừng thẳm mà nguy hiểm như vậy mà chư tỳ kheo thì lại là an nhiên tự tại mà tươi tắn như vậy, là bởi vì kính thưa sư phụ, đó là Đức Phật giảng dạy là người đó không có phạm giới và người đó luôn luôn giữ giới. Một người mà có giữ giới đàng hoàng thì ở bất kỳ nơi nào người đó vẫn tự do an nhiên tự tại. Kính thưa sư phụ, đó là lời con hiểu trong cái câu hỏi của sư phụ. Câu hỏi thứ nhất là phải chăng sống một mình cũng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để được an tịnh và tinh tấn, thì đó là theo lời giảng dạy của Đức Phật, là người ta sống trong giây phút hiện tại là hơi thở vô, hơi thở ra, và nhớ lời giảng dạy của Đức Phật là phải luôn luôn vô tham, vô sân, vô si trong lục căn của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con chỉ hiểu đến đó thôi. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lâm Ai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa tới, để con có thể học thêm và đạo tràng sẽ được lợi lạc. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lâm Ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư phụ. Sao tôi xin kiến là sư mi không? Còn tôi sư không biết tưởng đó. Còn một chút phái không? Nếu là chỉ đạo tôi sư còn một chút phái xin thì đạo quan hỷ trả lời cho câu có lượng biết không? Một lần nữa xin được hỏi thì đạo tôi sư, thì đạo có ở cái bát không? Quý vị ạ, có lẽ chúng ta tự siêu không? Có lẽ chúng ta tự siêu không nghe được. Ở trong lúc mà chúng ta xin là chia sẻ thêm về điều đó. Khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta thấy rằng là ở trong đạo Phật không có nói đến phiền não như là một cái tội lỗi mà chúng ta phải lên án, hoặc là phải là chúng ta phải sống với bạn bè. Ở bên Thiên Chúa giáo, Kitô giáo và kể cả Do Thái và Bồ Đạo, người ta có cái khái niệm về chỉ sin, sin là tội lỗi. Tội lỗi là cái gì mà đi ngược lại lên lời răn của Chúa, và những tín đồ thì phải lên án, phải chống đối rất là mạnh mẽ về những điều sin. Nhưng mà khi đạo Phật đề cập đến phiền não đó, thì chúng ta thấy rằng
Ví dụ hôn trầm thủy miên nó không phải là một tội lỗi. Và cái cách đối kỵ hôn trầm thủy miên không phải là một cái cái kiểu mà chúng ta nói rằng ờ, điều đó không tốt rồi mình mạnh mẽ mình lên đạn mình chống đối. Ngài Thanh Gia ngày có nói rằng nếu mình có thể ra lệnh cho chính mình thì mình đã thành Phật rồi. Mà mình nhớ rằng mình không thể ra lệnh và không thể chống đối với mình được. Mà thay vào đó mình phải có phương trạch. Nó tương tự như là cái Phật tử có con, có đôi khi nó hư hỏng á, mình thấy là lấy cây mình đánh nó, mình nghĩ mình đánh nó sẽ khôn đi. Mà đôi khi trong sự giáo dục người ta nói rằng mình phải giáo dục có cái phương pháp, có cái phương cách đó. Đôi khi giúp tiếp phải đánh nó. Thì về điểm này đó, chúng ta phải nhận là pháp cho chúng ta quan trọng. Nên khi có những thiện pháp mà nó cũng là một cái ngăn ngại, nó cũng là một thứ phiền não chứ. Ví dụ như là ở trong một cái khóa thiền mình thỉnh thoảng có một vài người chỉ thích làm công quả dọn dẹp cho đại chúng hay là chỉ thích nấu ăn cho đại chúng một thôi thì người thích nấu ăn hay thích dọn dẹp thì nhìn ở bên ngoài rất là đẹp, không có chuyện gì gọi là tội lỗi, nhưng mà nó vẫn là một cái phiền não chứng. Hay là một cái người tu tập đôi lúc tinh tấn quá, cái sự tinh tấn thái quá đó nó cũng là một cái trở ngại, và sự trở ngại này nó cũng ảnh hưởng rất lớn đời sống nếu chúng ta không biết cân bằng. Ngài Ajahn Mahabua đó, Ngài có đề cập đến một điều là khi mà chúng ta làm một cuộc hành trình thì mình mang theo một số hành trang. Những hành trang mà chúng ta mang theo đó nó là cần thiết, nhưng mà biết xài đúng chỗ và biết xài đúng cách nó là một chuyện khác. Cũng như là võ khí rất là quan trọng đối với người lính, nhưng mà được trang bị vũ khí đó rồi sử dụng vũ khí đó, nó lại là một cái nghệ thuật khác. Thứ vì những điều mà Đức Phật Ngài dạy trong bài kệ này thì rất là ngắn. Ở đó cho chúng ta hiểu được một cái điểm là một cái nhắc của một người mà tâm trạng uể oải buồn ngủ là sự không hân hoan thích thú. Khi tâm không hân hoan thích thú thì chúng ta thường rơi vào cái hoàn cảnh là mình cảm thấy là mình không có phấn khởi, không muốn không làm cái gì hết. Bình thường thì mình nghĩ rằng ô hôn trầm thủy miên đâu có chuyện gì đâu, nhưng mà chúng ta để ý là cái tâm thụ động tiêu cực không có phấn chấn nó đều đến từ hôn trầm thủy miên. Đây là điểm mà chúng ta không thể xem thường. Cứ tưởng tượng là trong đời sống hàng ngày, trong mọi sinh hoạt, từ công ăn việc làm cho đến việc nhà cho đến đi này đi kia, mà chúng ta không có phấn chấn, không có hăng hái thì mình thấy được mình đúng rằng lê đó, đúng là lê đó. Hồi nhỏ chúng tôi nhớ rằng có một gia đình ở kế bên, mà ông chồng á ông hay đánh bà vợ, mà ông nói bà vợ là không có bà vợ thì ông là khỏe ra như một kéo xe. Nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ nhưng chưa thấy chuyện đến kỳ của mòn kéo xe có gì khỏe ra là đó có bệnh như vậy thôi. Nhưng mà ở đây mình phải nói một điều là khi cuộc sống mà không có phấn chấn thì đúng là những cái tháng ngày lên đến giống mòn kéo xe vậy của mình. Là những người mà sống mà họ mệt mỏi đó, thì nó khác với những người sống mà có sự phấn chấn. Và do vậy Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nên có cái phương cách tinh tấn. Và sự kinh tinh tấn của Phật Pháp ấy, không có định nghĩa đơn thuần là sự cố gắng,
Thế thì ngôn ngữ tinh tấn lúc đó thì cố gắng. Nhưng mà cái chữ tinh tấn ở trong đạo Phật gọi là đặt cái nỗ lực đúng chỗ. Dạ, đặt nỗ lực đúng chỗ. Như chúng ta nói tứ chánh cần là bốn sự tinh tấn là thành chánh cần, từ chánh cần, tu chánh cần và bảo chánh cần. Thành chánh cần là ví dụ như mình ăn mà không ăn quá no, vì lý do mình ăn no thì sẽ bị không trầm, thì mình ăn để mình tránh ăn no, để cho mình không trầm không tránh. Cái đó là thành chánh cần, tức là để phiền não chưa sanh không sanh. Phiền não đã sanh rồi làm sao việc bất cứ cái gì như mình đang buồn ngủ quấy quại mà mình đi kinh hành rồi mình đi tắm, hoặc giả là có nhiều khi mình đến đánh lễ vị trưởng lão, mình ngồi kế bên vị trưởng lão cũng bất biệt cái sự quỷ quái, cái đó gọi là như là trừ chánh cần. Tu chánh cần là những thiện pháp nào chưa sanh làm cho phát sanh. Chúng tôi nhớ rằng có một vị sư người Thái mà gốc người biết điện gốc Thái là Thái dạy á, ở miền Bắc ấy. Khi đức sư nói rằng có lần sư đang thiền mà sư thấy có một vị sư khác ấy, thường leo lên một cái ngọn đồi, ở trên đó có cái tháp, mà leo ngọn đồi đó đường lên đi xuống cũng mấy trăm bậc thang, thì vị sư này mới khuyên là đừng leo lên đó làm gì, thiền ở trên đó ngồi thiền được dưới này được. Thì vị sư kia trả lời là dạ đúng như vậy, ở trên đó ngồi thiền được dưới này cũng được, nhưng mà con lên trên đó có tướng Phật, có tháp, tự nhiên cái tâm con nó cảm thấy nó rất là giống mạnh và con tập trung nhiều hơn. Thì ngài mới khen, ngài nói nếu như vậy thì nên tiếp tục leo lên trên đó và tìm ở trên đó một cái sự tinh tấn, tức là cái thiện pháp chưa sanh làm cho sanh khởi, cũng đặt cái thiện pháp đúng chỗ. Và một cái người mà biết rằng ở trong điều kiện đó mình có thể duy trì được cái thiện pháp đang có đó, đó gọi là bảo chánh cần. Thì cái này nó cũng là một kinh nghiệm khác. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả những thiện công thiện pháp và những cái thiện niệm mà chúng ta có đó, nó rất dễ mai một, dễ mai một lắm. Như là Đức Phật ngài dạy rằng nếu khởi lên một ác niệm thì hãy chấm dứt liền, tại vì nếu chúng ta không chấm dứt thì nó lan nhanh giống như là cái dây leo cỏ dại về rất nhanh. Mình khởi lên niệm thiện có nhìn dịu, tại vì niệm thiện nó rất là dễ bị tan biến. Ta hiểu được cái tự nhiên bản chất đó, đó thì khi mà chúng ta được tinh tấn, được hân hoan, ví dụ quý vị nghe pháp rất là tốt, mình ngồi thiền rất là tốt, mình đọc kinh rất là tốt, thì mình phải đặt câu hỏi rằng làm sao những cái trạng thái đó được tiếp tục duy trì. Nó không đơn giản, nó đòi hỏi kinh nghiệm của một người rất là nhiều. Thì thưa quý vị, trong bài kệ này tôi là rất là ngắn, nhưng mà Đức Phật ngày lưu ý chúng ta mấy điểm là có hôn trầm và tùy duyên á, nó dẫn đến tình trạng người là quỷ hoại, người ác tí, không có hân hoan, không có thích thú, mà không có hân hoan nó làm cho chúng ta đi, nó làm chúng ta suy thoái. Và chúng ta phải điều chỉnh cái sống, có những cái sống làm cho chúng ta dễ dàng hôn trầm và tùy duyên, càng là khi hôn trầm và tùy duyên xuất hiện đó thì nó cản trở niềm bình định, nó cản trở thánh đạo. Mà hôn trầm và tùy duyên mà được giảm thiểu thì bình định được rất là nhiều lợi lạc, lợi lạc lắm. Mà thì Thượng Tiểu Siêu không biết Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tiểu Siêu đang nghe được, xin tình Thượng Tọa phân biệt trở lại. Thì quý vị có thấy Thượng Tọa Tiểu Siêu không? Rồi, thấy Thượng Tọa Tiểu Quyền vào Thượng Tọa Tiểu Quyền nghe được không? Nếu mà Thượng Tọa Tiểu Quyền nghe được, xin tình Thượng Tọa phân biệt trả lời cho cô Thái Lục Đức Cầu.
là tôi quyền xin tôi chủ trì ở trong chùa đó, thì chúng ta thấy rằng thường là có những vị họ sống hay lười biếng, dạ ít làm việc này ít làm việc kia. Có bao giờ mà thì tôi nghĩ rằng có một người nào đó mà sống lười biếng, không có phấn đấu, không tinh tấn trong cuộc sống, mà họ có cái lợi gì của sự lười biếng hay không? Hay là tất cả những cái sự lười biếng, uể oải, cuộc sống mà không có phấn đấu á, nó đều dẫn đến đi xuống hết. Nhưng mà cái kinh nghiệm chính cá nhân và kể cả kinh nghiệm của vị xin tỉnh 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 tỉnh. Nam mô Bố Tha, nam mô Sang Khai, dĩ nhiên thưa đại chúng được nghe rõ. Nhân cảm ơn quý vị. Chúng con kính đến Đức Phật, đến giáo pháp của chúng ta, kính đến năm sư phụ thầy sư thượng tọa giác đẳng, thượng tọa minh hạnh, để được tự tri sư nguyên thông cùng chư tăng đang đại diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và mình kính mời quý ngài kính thưa quý vị, quả thật nếu như mà với bất cứ ai, dầu cho là tăng hay tục, dù cho là người sang người hèn gì cũng thế, và tất cả chúng ta nếu như chúng ta có cái sự lười biếng, có sự biếng nhác thì không có làm được cái chuyện gì hết. Cái kết quả đó, cái kết quả thụ động đó, nó chỉ là một cái, nó đưa đến cái sự tệ hại trực nhất, đó là bệnh hoạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gây cho tất cả những người xung quanh cái sự không có mến thích, cảm thấy rất là xấu hổ. Sự thật ra như vậy là nếu ta gặp những người xấu hổ, cảm thấy người ta tệ hại lắm. Thì dầu cho bất cứ ai cũng vậy, thí dụ như đó cũng là một thể hiện một cái tư cách của con người, một cái nhân cách của con người. Thì dầu cho là cái tu mà già hay là trẻ gì cũng vậy, thì ở đây chúng ta thấy bởi vì cho nên một trong những cái mà cái cũng cái từ mà hung rồng thủy niên đó, cái sự ngủ gục, cái sự gật gù, cái sự hung cặn, nó làm cho chân tâm chúng ta nó đủ thứ đủ chuyện, và từ cái gốc này nó cũng nó đóng ra cho một cái nó sản sinh ra cho một cái sự lười nhác, lười làm việc, lười tất cả những cái pháp hành, tất cả những cái điều mà được đề đặt ra, rồi được đề đặt ra như vậy nhưng rồi họ cũng không có làm cái gì mà cho nó được tốt đẹp, cứ tính toán cứ sắp đặt như vậy nhưng họ không có làm cái gì cả, hay hoặc là không có chung hòa chung trong cái đồng sự với mọi người, và họ chỉ sống qua đời, chúng ta nói rằng sống qua đời mà chờ qua ngày, không biết cái gì. Nó nghĩa là một cái, nếu đứng được quyết nhận, hiểu biết đó, thì chúng ta là một cái chúng sinh, con người nó cao cấp hơn, nó phước hơn, nó trí tuệ hơn, nó khôn lanh hơn, tức là những con thú. Mà nếu chúng ta có sự lười biếng quá, cái đời sống chúng ta nó quá là nhỏ hẹp, và chúng ta không có chuyên cần, không có một cái sự tích cực, sự quả thật chúng ta rất là tệ hại, và chúng ta có thể nói rằng không khác gì một chúng sinh loài thú vật. Đây là một điều mà dầu cho người đó trước kia dầu có hay có giỏi như thế nào, nhưng ngay bây giờ, ngay trong hiện tại này, chúng ta khởi lên cái sự lười biếng, cái sự thụ động, thì cái cách như thế thì cũng chẳng được cái kết quả nào. Chứ đừng có nói chi đã là những con người vốn đã có một cái sự thiếu học, cái sự thiếu cái tính năng động rồi thì bỏ tay. Trước kia chúng ta chuyên cần, bây giờ chúng ta thụ động cũng vẫn là nguy hiểm. Từ cái sự thụ động này rồi, hoặc nếu chúng ta bị thụ, chúng ta tích cực
quá tốt đẹp. Còn người mà đã thụ động, đang thụ động và chắc chắn rằng sẽ thụ động, những người như thế thì không có một kết quả nào được tốt đẹp, dù cho là đời hay đạo, dù cho là tu hay không tu. Nó thiếu cái nhân cách, nó thiếu cái sự hòa nhập, nó thiếu một cái sự tích cực, một cái nhân cách, một cái của con người. Nó phải như thế, nó phải năng động, hay là phải biết hài hòa, phải biết ngó xem những người xung quanh. Còn ở đây họ giả điếc, họ giả mù, họ xem như chưa hề quen nhau với tất cả mọi người. Chỉ có tới khi nào mà có lợi lộc, khi nào mà ăn uống, hay khi nào mà lợi lạc, hay là khi nào mà có cái phần lạc tới đó, thì họ lại có một cái năng động để họ được cái đó. Thì những cái tâm tính nó xấu lắm, những cái tập tính nó lại từ cái sự biến nhát này, nó nuôi dưỡng nhiều cái chủng tử bất thiện ở trong lòng, nó tu nhiều cái tâm mà nó lười nhát, tức là tà tứ duy nó xuất hiện, mà tà tứ tà tâm thì đó chính là những ác bất thiện pháp mà chúng ta biết là nó rất là nguy hiểm. Bởi vì những cái điều đó chúng ta nhớ, nó cũng rất là dễ, quý vị, chứ không phải chuyện mà nó khó đâu. Mình coi tại sao người ta như vậy, nhưng mình biết như vậy, mà mình biết tự thân mình tu, chứ cái đó nó cũng là một cái ngủ ngầm, cũng là cái tìm biến cho tất cả mọi người. Bởi vì có một số người buổi ban đầu hết sức là tích cực, nhưng sau đó nó rơi vào cái thụ động, rồi vơi vào cái thụ động, từ cái thụ động đó họ lực được, và thế là kết quả thì họ cũng thua cuộc, cũng không làm được cái gì lợi lạc cho mình, chứ đừng nói chi là cho người, không có cái gì lợi lạc cho mình. Cho nên vì vậy, với tất cả chúng ta, khi nào mà chúng ta cũng phải dạy cho tâm mình nó mang tính tích cực, nó không mang tính thụ động, nó rơi vào một cái sự chán chường, cái sự lười nhác, hay rơi vào cái sự thụ động. Thế nên với từ cái sự thụ động này nó nặng nề nữa, rơi vào cái bi quan. Từ cái bi quan đó ảnh hưởng đến một cái chỗ tức chúng ta không có một cái quyết định được, và nó hư cả lối sống, hư cả con người của chúng ta. Bởi vì nó không có trí tuệ, sống nó thiếu cái trí tuệ để mà chúng ta xét đoán, để chúng ta phân lượng, để chúng ta hiểu biết, để chúng ta mang tính tích cực, để chúng ta mang tính chuyển hóa mình. Cho nên vì vậy, dầu cho cũng như ở trong chùa cũng có một câu rất là hay, tức là bất tác bất thực, tức là không làm thì không ăn. Cái làm đây không phải là người tu làm cái gì, nhưng phải có một tính năng động. Và trong cuộc đời này, nếu chúng ta hiểu một cách đúng đắn thì không có gì mà tự nhiên mà nó rơi xuống như chúng ta, nó mang tới cho chúng ta. Mà nếu như chúng ta cứ ngồi yên như vậy, không có cái gì mà nó coi như là chúng ta thường chúng ta nói tới trời sung nó rụng, chờ cơm chờ nước nó đưa tới miệng quá chứ. Người ta có thể giúp mình được một, người ta có thể giúp mình cơm nhưng không giúp đũa, người ta giúp cơm giúp đũa cho mình một ngày, hai ngày, ba ngày được, nhưng không thể được nhiều ngày, không thể được mãi mãi. Chỉ trong một khoảng thời gian có giới hạn nào đó, rồi chính chúng ta cũng phải mang tính tự hiểu, tự sinh tự diệt trước chính mình chứ. Đó là sự thật. Những con người thụ động mất nhiều khi họ lại tự tỏ vẻ ra cho mình là mình có quyền lợi này, mình có điều kiện kia, hay là mình sống cái cách tức là lập dị, từ cái chỗ biến nhát rồi sống không giống người đã sống, nó khác người ta, rồi trở nên lập dị và không có hòa đồng, và từ đó đưa đến khổ đau cho chính mình và cho những người xung quanh. Dạ, bởi vì bậc thượng tọa thì chính là cái câu trả lời của chính không là như vậy.
và cầu thủ lần này nếu có đi thì một chút cái kinh nghiệm thì có hạn năm một hai nhé. Sau cái chương trình thì tôi tự nguyện mình thì tôi tự xin một lần nữa xin hỏi thì tôi tự xin có nghe được không? Nếu thì tôi tự xin nghe được xin tự bỏ phần đi trở lại. Một lần nữa xin hỏi thì tôi tự xin tự bỏ có nghe được không? Dạ vâng. Dạ. Mình thì tôi tự xin ôn trầm và kỷ miên là những cái phiền não đó. Mà đôi khi chúng ta xem nhẹ. Tại vì ví dụ mình nói là tham sân rồi nặng nề những cái chuyện gì mà mình thấy rằng là nó thô ở bên ngoài mình vậy. Nhưng mà ôn trầm kỷ miên thì mình nghĩ là nó không có. Thì nó có thể cho một cái hình ảnh trong một sự liên hệ giữa cái gọi là tham ăn mê ngủ nó liên đến hôn trầm tự miên thế nào và hôn trầm tự miên nó liên hệ đến sự lười biếng như thế nào và chúng ta làm gì để chúng ta có thể phấn đấu vượt qua nếu một người cái bản chất ví dụ như gọi có người học trò vào chùa tu mà người học trò đó lỡ có cái tính là ham ăn mê ngủ và cũng thường từ biết thì cái phương cách gì là cách mà thượng tọa nên đề nghị quý vị đó để vượt qua cái trở ngại về tinh thần này xin kính thỉnh tọa. Nam mô Phật Thầy nha. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Trước hết, chúng ta hãy nói về cái trạng thái người ta xem nhẹ nhưng mà đối với người tu thì không có nhẹ. Thưa quý vị, vì ở bên ngoài đối với người mà ham ăn mê ngủ thì họ xem như là tại vì người đó có cái bản chất như vậy thôi nhưng mà cũng không đến nỗi là một kẻ bất lương cướp của giết người, vì vậy cho nên người ta xem cái chuyện đó là cái chuyện nhẹ. Với lại người ở bên ngoài mà hôm mà bị lười biếng, bị cái bệnh lười biếng, ham ăn mê ngủ, bất quá thì nó chết đói, nó nghèo khổ, thì cái đó là do tự nó. Thật ra xã hội nhiều khi họ cũng không cần quan tâm, không cần để ý. Nhưng mà đối với người tu tập ở trong Phật Pháp thì cái chuyện mà ham ăn mê ngủ lười biếng thì đó là một vấn đề trở ngại lớn. Vì sao vậy?
vì cái mục tiêu của đạo Phật là làm sao để cho tinh thần mạnh mẽ, cái trí tuệ sắc bén mới có thể thấu triệt được chân lý, giải thoát và đoạn trừ được phiền não. Mà hôn trầm thị miên, cái trạng thái buồn ngủ giải dự lười biếng thì nó lại làm cho cái trí tuệ bị ngủ lạnh, bị cung nhục, và cái trạng thái định tâm thì nó không có mạnh mẽ được. Và hệ định và tuệ mà nó bị lưu sụp, định tuệ mà lưu sụp rồi thì xem như là cái công hạnh tu tập không có cái gì cả, không có được cái gì cả. Cũng giống như một cái cây lao cây sậy, hãy nở lên cao và yếu ớt, gió thổi thì nó ngã rạp xuống. Như vậy thì nó không có thành một cái khu rừng vững chắc được. Khu rừng là nhờ có những cái cây cao to chắc chắn, tàn lá xum xuê thì mới có thể che chắn được gió bão. Cho nên đối với các loài cây thảo mộc thì cái lao sẽ như là tượng trưng cho cái việc yếu đuối, nhu nhược. Mà người tu thì cái tinh thần mà yếu đuối nhu nhược, thụ động tiêu cực thì xem như là không có tiến bộ được gì cả. Và có tu thì cũng chỉ là hình thức thôi. Cho nên cái chuyện mà tham ăn mê ngủ lười biếng, đó là một cái chứng bệnh mà đối với một vị hành giả tu tập xem như là cái chứng bệnh cũng khá nặng nề. Ở đây chúng ta lại nói qua cái vấn đề là chúng ta phải tu tập. Thưa quý vị, trong nhiều bài kinh được Đức Phật Ngài dạy về những cái phương pháp để giúp cho có cái sự tinh tấn, có cái sự nỗ lực. Mà khi có sự tinh tấn, nỗ lực rồi, thì lúc bây giờ cái sự hôn trầm thị miên, có cái sự buồn ngủ, chán dữ, cái sự biến nhát đó, nó lại được đẩy lùi. Nếu như gặp một người đệ tử, người học trò mà họ biến nhát như vậy đó, họ lười ăn, họ lười biếng, họ mê ăn, ham ngủ, trong trường hợp đó thì một vị thầy có thể hướng dẫn cho họ theo bốn cái phương pháp, bốn cách. Sơ khởi
thì hãy nhắc cho họ biết rằng là khi mình vào xuất gia trong Phật pháp thì nam nữ tín đồ không phải là thân quý. Có những người họ phải đi làm lụng vất vả cực nhọc mới có được đồng tiền, mới có những bát gạo để ăn. Mà họ vì cái lòng tin, họ muốn tạo phước, họ nghĩ rằng các vị xuất gia là những vị tốt đẹp, có thể là ruộng phước để họ gieo trồng, họ tạo nên nhiều cái phước báo. Họ không phải là bà con quý thuộc, nhưng mà họ đem cung, họ cung cấp, họ nuôi dưỡng. Thì như vậy chúng ta cần phải có cái lòng thương tưởng với họ, và chúng ta phải tự hổ thẹn. Khi mà mình vào đây mà mình ở không, mình ham ăn mê ngủ, ngủ xong rồi mình thức dậy ăn những của đàn na tinh thí cúng dường, thì như vậy thì tội nghiệp họ quá. Họ không có tạo được cái công đức phước báo lớn vì họ cúng dường. Họ nghĩ rằng họ cúng dường, nhưng mà thật sự một cái thửa ruộng mà bị xấu đất, bị gò trũng phèn hay nhiễm mặn, thì như vậy sẽ làm cho cái vật thí của họ nó trở nên vô ích, hoặc là nó chỉ có thu thập phước báo ít ỏi. Phải nghĩ đến chỗ đó, nhắc nhở cho họ như vậy rồi đó, sau đó tiếp tục dạy thêm cho họ cách khác. Là người cư sĩ ở bên ngoài, họ muốn rỡ mặt rỡ mày với bạn bè thân hữu, với bà con quyến thuộc, thì họ phải siêng năng để học tập và có được một cái học vị, có được một cái trình độ, và họ phải ở vào một cái địa vị nào đó trong cái xã hội, có cái nghề nghiệp ổn định, thu nhập ổn định, thì như vậy họ mới rạn mặt rỡ mặt. Cái người xuất gia của chúng ta phải thành tựu một cái gì đó phải nổi bật hơn, tức là mình đã bỏ cái công danh sự nghiệp ở bên ngoài, mình đi vào trong chùa, mình phải có cái gì đó được gọi là thành tựu trong cái việc xuất gia, tức là về pháp học hoặc là về pháp hành. Như vậy thì mình không có hổ thẹn với mọi người, chúng ta mới rạng mặt rỡ mày. Thì phải khuyến khích cho cái người đệ tử đó hiểu được vấn đề này, để họ có sự tinh tấn mà họ không có sự biến nhát. Rồi cái vấn đề thứ ba đó, là nếu như họ có cái sự phấn đấu thì nên huấn luyện họ thêm nữa, là họ phải nghĩ đến nếu nay ta có sự biến nhát, dễ vui, ham ăn mê ngủ, thời như vậy không có công hạnh gì thì ác bất thiện pháp nó sẽ tăng trưởng. Và do đó sau khi mệnh trung từ bỏ cái kiếp sống này, ta sẽ không được làm người, ta sẽ phải sanh xuống địa ngục hay là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh hay là làm Atula. Thì như vậy cái sự khổ ải nặng nề, mình xuất gia là mục đích để thoát khỏi cái sự khổ, mà phải nhắc nhở cho họ thấy được cái sự nguy hại của những cái cảnh giới tái sanh do cái nguyên nhân là biến nhát, không có chuyên cần, không có tinh tấn ở trong thiện pháp. Rồi lại nữa,
phải nhắc nhở họ thêm để họ cần kề với cái công hạnh tu tập để chứng đắc. Đó là phải nhắc nhở họ. Có thân ngay trong hiện tại là phải bị già, bị bệnh và bị chết. Và nếu không cố gắng nỗ lực để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi này thì ở trong tương lai cứ tái diễn sanh hữu khác, cũng bị già, bị bệnh, bị chết, cứ như vậy liên tục. Thì nhắc nhở ở bốn cái khía cạnh đó thì với một người đệ tử mà có trí và có tà quyến thì người đệ tử đó sẽ nhận hiểu ra và sẽ có cái sự cố gắng, có sự nỗ lực. Thì ở đây thưa quý vị, nếu trên phương diện là một vị thầy để dẫn dắt, nhắc nhở cho đệ tử, thì ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn như vậy. Và chúng tôi ngày xưa kia khi mà dạy cho các vị tăng sinh thì chúng tôi cũng thường hay nhắc nhở vào mỗi một buổi sáng để cho các vị có cái sự ý thức là giờ này những người cư sĩ họ đã thức khuya dậy sớm để đi buôn bán rồi, để kiếm được cái đồng tiền, để kiếm được bát gạo họ đem đến cúng dường cho quý sư. Thì chúng ta giờ này không có thể nằm ngủ được, mà chúng ta phải thức dậy để chúng ta công phu, để chúng ta thiền định, hay là chúng ta học Phật Pháp để duy trì giáo Pháp v.v. Chúng ta cũng thường hay nhắc nhở như thế. Thì đó là những điều mà chúng tôi thường làm và có thể làm được trong cái việc hướng dẫn cho những người đệ tử như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giáo như vậy. Nam mô của thầy. Sau cái trình thượng tọa thầy sư, thưa quý vị, chúng tôi sẽ một điều này chúng tôi học ở Hòa Thượng Hộ Giác đó. Thầy có nói rằng trong cuộc đời của mình, những lúc mà mình phấn đấu dễ nhất là những lúc mình gặp những cái thất bại, những cái chua cay của cuộc sống. Đa số chúng ta rất là sợ hãi như thế. Thì chúng ta nghĩ rằng những cái đau khổ của cuộc sống đó, nó làm cho mình bị thôi chí, trùng chân, nó bị nản. Nhưng mà thật ra thì Ngài nói rằng khi mà chúng ta thành công, khi mà chúng ta an lạc đó, thì đó là những lúc mà chúng ta thường chúng ta thường tự đại, tự cao và chúng ta sống giải đãi như vậy. Nhưng mà thứ gì khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn, những cái giai đoạn nguy cảm và mệt mỏi của đời sống đó, thường là chúng ta lại phấn đấu nhiều. Và nếu may mắn cho chúng ta là được trang bị một số những cái kiến thức Phật Pháp, và những kiến thức Phật Pháp đó cho chúng ta thấy rằng từ một góc cạnh nào khác, đau khổ nó là một cái chất liệu để ta mất đi cái tâm dính mắc, mất đi cái tâm tự phụ ngã chấp, thì quả thật đó là một điều rất là may mắn lắm khi mà chúng ta trải qua chuyện đó. Thân tình mà nói thì đối với người tu tập đó, thì cái sự giải đãi, cái sự tự phụ tự cao đó, nó đáng sợ hơn là những cái sự nhục nhã, đau khổ, những cái thất bại. Thất bại thì kỳ thật đó chẳng có gì đáng cho chúng ta sợ đâu. Thất bại bất quá thì không thành công thôi. Thất bại bất quá thì cái người mình thôi. Nhưng mà chính cái sự thành công, hạnh phúc
nó làm cho chúng ta tự nơi tự nhiên kiêu ngạo, chúng ta sống một cách rất là chủ quan và rất là giải đại. Nên riêng đối với người tu tập thì những lúc mà chúng ta đau khổ, những lúc mà chúng ta gặp những dông bão của cuộc đời thì đôi khi chúng ta phải tự nhắc rằng à, lúc mà mình ít có lười biếng, lười biếng sao đổi nó lười biếng khổ quá, lười biếng có khi nào mới tự thấy mình gặp chuyện đau khổ mà mình quấy quải đâu, thì mình tận dụng cái cơ hội đó, tận dụng cơ hội đó để vượt qua cái gọi là cái buồn bã, cái quấy quải mà chúng ta thường thấy ở trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, chúng ta cũng hiểu được rằng trong cuộc đời đó khổ thì cái sự hoan hỷ nó cũng làm cho chúng ta tinh tấn. Hoan hỷ ở đây là chúng ta gọi là pháp hỷ hay pháp lạc, ví dụ như trong pháp học hay pháp hành đó, mà một người khéo như thế nào mà tìm thấy được sự hoan hỷ trong pháp học, khéo như thế nào mà tìm thấy được hoan hỷ trong pháp hành đó, thì sự hoan hỷ đó cũng là một chất liệu rất là tốt để chúng ta phấn đấu. Và chúng ta đừng bao giờ quên một điểm hết sức là quan trọng lắm, đó là thân cận với những vị tinh tấn. Thượng tọa Từ Sư và chúng tôi đó có một cái điều rất là hữu phúc đó, là khi còn nhỏ mới vào chùa thì ở gần với sư trưởng và ngài tịnh sự đó, chúng tôi nhớ rằng các vị thầy đó đều không có thích những vị sư sống mà lười biếng. Thật sự mà vị sư nào ở gần ngài mà sống mà không có chịu học, không chịu tu á, thì sớm muộn gì ngài cũng mời đi chỗ khác. Ngài ít có khoa khỉ đối với những cái người mà những vị sư gọi là ăn cơm rồi sống qua ngày. Mà sư trưởng thì cũng vị sư vô chùa mà cứ chờ tới giờ ăn cơm, lên ăn cơm rồi xuống sống á, thì thật ra sướng hơn sư trưởng khoa khỉ chút nào hết. Và còn Đức Phật thì ngài dạy một điều, ngài nói rằng ở trên thế gian này cái nghề mà thấp kém nhất là nghề đi ăn xin. Mà nếu một vị tu sĩ Phật giáo mà vào trong đạo mà tu đó, mà không có hành trì, không có học pháp, không pháp hành, không pháp học đó, thì giống như người ăn xin thôi, tại sống nhờ vào tính đi. Và Đức Phật ngài hoàn toàn ngài xem cái chuyện đó chẳng có gì đáng để hoan hỷ hết. Thì ở đây thưa quý vị, những cái hình ảnh đó, những lời dạy đó nhắc chúng ta điều hết sức là quan trọng, là nếu chúng ta có cái tâm hoan hỷ với pháp, với tâm tu tập, thì trong hoàn cảnh vui hay hoàn cảnh khổ thì chúng ta đều dùng những thứ đó trở thành những sức bật để chúng ta đi tới, khiến chúng ta đứng dậy. Còn nếu chúng ta không khéo thì chúng ta đúng là một chiếc lá giữa dòng nước. Dòng nước cuốn chúng ta đi đâu thì chúng ta đi đâu theo đó. Mà đẩy chúng ta xuống thì chúng ta xuống. Mà đưa chúng ta lên, chúng ta nổi lên. Và đời sống như vậy rất là vô nghĩa. Do vậy, đối với có hiểu Phật Pháp và người có tu tập, thì chúng ta tin rằng phải tinh tấn, không có tinh tấn, không có cố gắng, không có phấn đấu thì quả thật chúng ta mất đi những cái ý nghĩa hết sức là quan trọng. Ngay cả chuyện đơn giản thưa quý vị, mình mỗi ngày mình cố gắng đọc một câu kinh, mỗi ngày cố gắng nghe pháp, mỗi ngày cố gắng tụng kinh, mỗi ngày cố gắng ngồi thiền, thì chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy là chớ kinh thiện nhỏ không làm, rằng không kết quả đến ta bao giờ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tại bao giờ có hay. Nước một lần nhỏ một giọt đó, thì nó cũng đầy bình. Chúng tôi nói điều đó một cách rất là thấm thía, bởi vì ở trong phòng chúng tôi thỉnh thoảng nó dột mưa, thưa quý vị. Chúng tôi lấy cái xô hứng nước đó, mỗi lần nó nhỏ một giọt thôi, có thể từ tối tới sáng đầy cái xô nước. Thì thưa quý vị, trong sự tu tập mà nếu chúng ta lắng nghe chính mình,
chịu lắng nghe, chịu suy tư, thì mình thấy rằng những cái thiện pháp được tích tập nhỏ giọt từng để mà nó cũng đến cái chỗ trở thành một cái lượng đáng kể. Ngã khác cũng vậy, và cái gì cũng vậy đó. Và cái từ lười biếng ở trong cuộc sống nhiều khi nó cho chúng ta cảm giác rằng cái đó nó không có đáng ngại lắm đâu, và nó chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng ngại. Thì thật thì nó ảnh hưởng chúng ta rất rất nhiều. Chúng tôi xin được chia sẻ một điểm sau cùng ở trong chương trình ngày hôm nay, đó là nếu vị nào mà đang sống ở Mỹ hay là ngay cả sống Việt Nam, ở Việt Nam thì chúng tôi không có rõ, tôi không có về Việt Nam, nhưng mà nếu sống ở Mỹ các nước khác đó, thì chúng ta có một điều là không phải chúng ta lười biếng, nhưng mà chúng ta quá vất vả với một công việc gì đó, ví dụ như là công ăn việc làm hay là chuyện con cái, chuyện nhà cửa và vân. Và khi chúng ta quá vất vả với một việc thì qua việc khác thì chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy lười biếng. Về điểm này thì chúng ta cũng nên lưu ý có nhiều Phật tử không phải là không có lòng, không phải là không có đức tin, nhưng mà vì quá vất vả với công ăn việc làm về rồi thì thôi thì lâu lâu đi chùa lần cũng được, lâu lâu đi học kinh cũng được, lâu lâu nghe pháp cũng được. Nhưng mà chúng ta nhớ là lạ lắm thưa quý vị, nếu chúng ta tu tập và thường phấn đấu, nếu chúng ta tu tập mà thường nỗ lực đó, thì chúng ta lại có cái trấn đi nó nhẹ đi. Còn lâu lâu mà chúng ta khởi sự tu tập, khởi sự nghe pháp đó, thì thật ra chúng ta không có trấn và đôi khi lại cứ khởi đầu sự vất vả. Là trong mình có biết Phật pháp 100 năm hay là có thể đi chùa nhiều năm, nhưng mà thật ra chúng ta không đi về đâu hết, tại mình không có cái trấn. Và cái trấn là cái rất là quan trọng. Nên riêng về điều này thì chúng tôi cũng mong là cho dù chúng ta có bận rộn, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật dạy người tu tập nên sống một cách trung đạo, đừng có thái quá, đừng có bất cập. Mình nghĩ là mình nghĩ dạ, quý vị có nghe được không ạ? Xin hỏi quý Phật tử có nghe được không? Dạ. Thưa quý vị, một cái giá trị của sự tinh tấn mà tất cả chúng ta cần lưu ý đó là khi mà chúng ta tinh tấn thì chúng ta cần có sự nặng về một cái gì quá đó. Đôi khi nó lại làm cho chúng ta mất đi cái đà, mất đi cái trấn để làm việc khác. Mà mình cứ phải bắt trấn làm hoài đó, thì thật ra nó giống như là chúng ta leo đồi á, lên chút rồi tụt xuống, lên chút rồi tụt xuống, chúng ta không có đi được bền bỉ. Do vậy chúng ta nên tâm niệm rằng ở trong cuộc sống này chúng ta rất cần một cái sự quân bình về mặt này, về mặt kia. Bận công ăn việc làm, bận nhà cửa, bận xã hội cũng có, nhưng mà việc tu việc học đừng bỏ. Mỗi lần một chút cũng được, mỗi lần mỗi ngày nghe pháp
một vài phút, 5-10 phút, một nửa giờ, một giờ cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta giữ điều đặn như vậy mỗi ngày thì nó rất tốt cho cả thân tâm của mình. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đà Lạt Ma. Kính chân chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có lớp dạy tương ứng bộ của thượng tọa Pháp Tịnh. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần này mừng cũng chị em thượng tọa Đắc Đặng đã đúc kết bài học. Xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi mở giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đại hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sinh cầu giải pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.